Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Hello, xin chào các bạn. Mình đang có mặt tại giáo xứ Thuận Thành, thuộc về miền Hàn Đại Đồng, giáo phận Bùi Chu. Mời các bạn tham quan nhà thờ giáo xứ Thuận Thành và cũng như là khuôn viên của giáo xứ Thuận Thành. Xin giới thiệu các bạn, thẳng cuối nhà thờ thì có đài Đức Mẹ Mân Côi. Hôm nay thời tiết cũng hơi xấu cho nên là ánh sáng hơi kém, mong các bạn rất thông cảm. Cuối năm này là thời tiết ánh sáng kém. Mời các bạn đi thăm khu khuôn viên thánh đường. Xin giới thiệu các bạn là hai bên mái hạ của nhà thờ, mỗi bên là có 6 tượng thánh tượng trưng cho các thánh tông đồ. Chắc mỗi bên là 6 vị thánh, là bằng đi hai bên bằng đi 12 vị thánh tông đồ của Chúa Giêsu. Và nơi giáo xứ đây mới dựng 4 cột cờ rất cao đẹp. Mời các bạn cùng Phạm Thâu sẽ tham quan từng chi tiết một. Thẳng ngang nhà thờ có một tượng đài Thánh Giuse rất lớn. Và có hàng chữ là đền công chính thánh cả Giuse. Phải cao cỡ 10 mét các bạn nhé. Ngay ở ven sông Hồng mình đã nhìn thấy tượng đài của Thánh Giuse. Và đây rất là lắm tượng đài lớn đền Thánh Mẫu.
Song thân Đức Maria, lạy Thánh Gioan Kim, Anna, cầu cho chúng con, đền Thánh Gioan Kim và Anna. Đây là Thánh Phêrô, tay cầm chìa khóa các bạn. Thưa các bạn, là có hàng chữ đền Tam Thánh, tức là đền có ba thánh. Mời các bạn cùng đọc Trích Gia Phả Tiểu Sử Ba Vị Thánh Tử Đạo, quê hương Quận Cống. Mời các bạn cùng tiến lại đọc trên khắc ghi trên bia đá. Trích Gia Phả Tiểu Sử Ba Vị Thánh Tử Đạo, quê hương Quần Cống. Cụ Bá Đa Minh Phạm Đức Phiêu sinh ra tại giáo xứ Quần Cống, giáo phận Bùi Chu, xã Thọ Nghiệp, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định ngày nay. Cụ Bá Đa Minh sanh được ba người con. Một, cụ Đa Minh Phạm Đức An sanh năm 1774. Hai, cụ Đa Minh Phạm Trọng Khảm sinh năm 1777, thọ 82 tuổi, chức vụ Chánh An. Ba, cụ Đa Minh Phạm Đức Bảy sinh năm 1780. Cụ Phạm Đức An sinh ra Thánh Giuse Phạm Trọng Tả năm 1805, thọ 54 tuổi, chức vụ cai tổng. Cha mẹ mất sớm, ở với chú là Thánh Phạm Trọng Khảm. Thánh Phạm Trọng Khảm sinh ra Thánh Luca Phạm Trọng Thìn năm 1816, hưởng dương 43 tuổi, chức vụ cai tổng nên Thánh Tổng Tả và Thánh Tổng Thìn là anh em con chú con bác, ở cùng một nhà nên gọi Nhất Gia Tam Thánh, một gia đình ba thánh.
Ba Thánh cùng tử vì đạo ngày 13 tháng 1, 1859. Phong Chân Phước ngày 29 tháng 4, 1951. Được phong Hiển Thánh ngày 19 tháng 6, 1988. Tượng Nhất Gia Tam Thánh tử đạo được Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm Giám Mục Giáo Phận làm phép. Cha xứ Đa Minh Phạm Văn Hồng, quê hương Tam Thánh, đã xây nhà thờ, nhà xứ, giáo lý, khuôn viên, quảng trường Thánh Cả Giuse được khởi công từ năm 2004, tất cả nhằm tôn thờ Thiên Chúa, lợi ích cho cộng đoàn giáo xứ. Để ghi nhớ công ơn cha Đa Minh Phạm Văn Hồng, quản hạt chánh xứ, toàn thể giáo xứ Thuận Thành chúng con xin được thể hiện bằng ba tượng thánh quê hương cha xứ theo mẫu ảnh đồng quê hương miền Nam. Giáo xứ Thuận Thành chúng con luôn tôn kính yêu mến hàng ngày để nhận được nhiều ơn lành của Thiên Chúa qua ba thánh tử đạo truyền cầu cho. Chúng con đời đời ghi nhớ thay mặt hội đồng giáo xứ con Chánh Trương, giáo xứ Nguyễn Thanh Trương đệ trình và dâng cúng bia này. Thưa các bạn, bia thứ hai là kinh khấn Nhất Gia Tam Thánh Tử Đạo. Kinh lạy Nhất Gia Tam Thánh Tử Đạo là những vị anh hùng lẫm liệt của chúng con, với tổ quốc một lòng yêu mến, với giáo hội một dạ trung thành, trong gia đình hòa thuận an vui, ngoài xóm ngõ chan hòa bác ái, xưa sống giữa thời cấm cách gian nan, được Chúa ban sức mạnh phi thường, dám từ bỏ vinh hoa phú quý, chấp nhận xiềng xích tù đày, can đảm dâng hiến mạng sống để làm chứng cho Chúa. Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa nhân lành đã ban cho chúng con được nhận Nhất Gia Tam Thánh, là niềm vui tự hào của giáo xứ chúng con, là mẫu gương sống đạo kiên trung, là tình yêu thương xây dựng gia đình. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài xây dựng xứ sở an bình thịnh vượng, hăng hái nhiệt thành loan báo tin mừng, quên mình bảo vệ chân lý và công lý, quảng đại phục vụ tha nhân, cho gia đình chúng con hòa thuận thương yêu nhau, giáo dục con cái nên người tài đức để xây dựng giáo hội vững mạnh và kiến tạo xã hội công bằng xứng đáng. Là con cái các ngài, xin Nhất Gia Tam Thánh cầu cho chúng con được sức mạnh vượt qua mọi gian nan thử thách ở đời này, để đời sau được cùng các ngài hưởng hạnh phúc bên Chúa ba ngôi muôn đời. Amen. Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng Giám Mục Hà Nội, ông bà Giuse Đặng Văn Hiển, kính dâng. Một lần nữa Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Chúc các bạn xa quê không về được vì công việc, vì bệnh dịch. Qua hình ảnh nhỏ này các bạn xem được ở quê hương diễn biến công việc xây dựng cũng như là sự bảo tồn của giáo xứ quê hương mình. Năm cũ sắp qua, năm mới sắp tới, xin chúc quý
quý chức, quý cụ, quý ông bà cũng như các bạn xa quê một năm mới tràn đầy công ơn và có nhiều sức khỏe, làm ăn thành đạt trong cuộc sống, có nhiều niềm vui. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh, like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.